Tôi chào tất cả các con. Trong tiết tập đọc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một nhà bác học. Và đây chính là hình ảnh của nhà bác học. Ông có tên là Edison Thomas Edison. Ông sinh năm 1847 và ông mất năm 1931. Ông là người Mỹ và ông đã cống hiến cho nhân loại nhiều những công trình khoa học. Để giúp cho các con biết được điều này, chúng ta sẽ được tìm hiểu phần này qua bài tập đọc Nhà bác học và bà cụ. Và bây giờ các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc nhé. Xem bài này gồm có mấy đoạn. Và các con hãy ở dưới những từ khó đọc nhé. Các con hãy chú ý lắng nghe. Nhà bác học và bà cụ. Edison là một nhà bác học nổi tiếng người Mỹ. Khi ông chế ra đèn điện, người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến xem. Có một bà cụ phải đi bộ 12 cây số đến nơi. Cụ mỏi quá, ngồi xuống vệ đường bóp chân đấm lưng thủng thủng. Lúc ấy Edison chợt đi qua, ông dừng lại hỏi chuyện. Ta đã phải đi bộ gần 3 giờ đồng hồ để được nhìn tận mắt cái đèn điện. Giá ông Edison làm được cái xe chở người già đi nơi này nơi khác, có phải may mắn hơn cho già không? Thưa cụ, tôi tưởng vẫn có xe ngựa chở khách chứ. Đi xe ấy thì ốm mất, ra chỉ muốn có một thứ xe không cần ngựa kéo. Các con vừa nghe cô đọc mẫu rồi phải không nào? Và qua bài này các con cần luyện đọc một số từ khó sau. Các con hãy chú ý lắng nghe và đọc theo cô nào. Edison, Edison. Đèn điện, đèn điện. Lóe lên, miệt mài, thùng thục. Và từ tiếp theo, nhà bác học, nhà bác học. Cười móm mém, cười móm mém. Từ tiếp theo nha, ùn ùn kéo đến, ùn ùn kéo đến. Các con vừa nghe xong một số từ khó đọc đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một số từ chúng ta cần tìm hiểu về nghĩa của những từ đó. Và bây giờ các con hãy chú ý cùng nhau giải nghĩa một số từ. Từ đầu tiên đó là từ miệt mài. Từ miệt mài là ở trạng thái tập trung và bị lôi cuốn vào công việc đến mức như không một lúc nào có thể rời ra. Ví dụ, học tập miệt mài. Và từ tiếp theo, đó là từ thùng thục, là tiếng đấm liên tiếp. Ví dụ đấm lưng thùng thục, có ở trong bài đấy các con. Và tiếp theo đó là từ nhà bác học. Đây chính là nhà bác học, là người có hiểu biết sâu rộng về nhiều ngành khoa học đấy các con. Con đã nhớ chưa nào? Và một từ nữa đó là cười móm mém. Đây chính là hình ảnh bà cụ cười móm mém đó các con. Rất dễ thương phải không nào? Cười móm mém là cười mà miệng và má hõm vào do rụng hết răng. Xin mời các con đến với từ tiếp theo. Ùn ùn kéo đến, là người đến liên tục và đông, tiếp nối nhau. Và đây chính là hình ảnh biểu thị cho từ đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đọc và tìm trong bài những câu dài khó đọc. Các bạn hãy suy nghĩ và đưa ra câu dài đó nào. Và đây chính là câu dài. Để thể hiện đúng được nội dung mà tác giả muốn truyền đạt đến người đọc người nghe thì các con phải ngắt nghỉ hơi đúng. Và bây giờ với câu dài này các con sẽ phải ngắt như thế nào nhỉ? Các con sau cụm từ chúng ta sẽ gạch một gạch chéo, và sau dấu chấm hỏi chúng ta sẽ gạch hai gạch chéo. Và bây giờ các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc nha. Già đã phải đi bộ gần 3 giờ đồng hồ để được nhìn tận mắt cái đèn điện. Giá ông Edison làm được cái xe chở người già đi nơi này, nơi khác, có phải may mắn hơn cho già không? Như vậy, sau mỗi cụm từ, các con sẽ ngắt hơi. Và sau dấu chấm hỏi, các con sẽ nghỉ hơi dài hơn. Các con hãy luyện đọc lại câu này nào. Và bây giờ, với bài này, ở đoạn 1, các con cần đọc với giọng chậm rãi, khoan thai.
Và ở đoạn 2, các con cần đọc với giọng bà cụ chậm chạp, mệt mỏi. Edison hỏi giọng ngạc nhiên, các con nhớ chưa nào? Và tiếp theo, đoạn 3, giọng Edison reo vui khi sáng kiến chợt lóe đến. Giọng bà cụ phấn chấn, và đây chính là đoạn 3. Tiếp theo, trong đoạn 4, các con cần đọc giọng Edison vui, hóm hỉnh. Giọng cụ già phấn khởi. Như vậy vừa rồi các con đã rèn đọc xong bài này với 4 đoạn, có 4 cách đọc khác nhau thể hiện diễn cảm, thể hiện được nội dung của bài. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc lại bài đó và tìm hiểu theo những câu hỏi mà cô đưa sau. Cô mong rằng các con sẽ về nhà luyện đọc lại 4 đoạn này thật kỹ, diễn cảm và trả lời lại những câu hỏi này. Cô sẽ mong phản hồi bài làm trả lời câu hỏi của các con. Chào tạm biệt các con.